Thôi nhấn cho các bạn nhỏ phía sau lui ra đi, bởi vì tí nữa các là chị đội sẽ di chuyển vào trong sân đó đó. Lui hẳn ra phía sau ra khỏi cái sân bê tông đi. Ở cái khu vực máy quay mà con chúng ta đứng cách xa cái khu vực máy quay đi. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thôn Đông Đai xin kính chào quý vị đại biểu, chào đoàn chủ tịch, chào toàn thể nhân dân và các đồng chí đoàn viên, các em thiếu niên nhi đồng yêu quý. Chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chào mừng ngày hội thiếu nhi năm 2024. Như một điều đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp hè qua thu tới, khí thế của truyền thống cách mạng năm xưa lại sống dậy, lại bừng lên trên mọi miền đất nước, trên mọi nẻo đường của quê hương. Đông Đai chúng em cũng được hòa chung với niềm vui đó. Hôm nay, lớp lớp con cháu của quê hương Diễn Kỷ hội tụ về đây trong không khí, không chỉ chứng kiến giây phút thiêng liêng trọng đại của buổi lễ, mà còn là niềm khao khát mong chờ được tìm về cội nguồn, tìm về với lễ hội, về với vùng quê yêu dấu, với bao thế hệ đã đi qua làm nên lịch sử đất mảnh đất thiêng liêng này. Ngày mà cách đây 79 năm về trước, dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, cả dân tộc ta nhất tề đứng dậy phá tan xiềng xích nô lệ, làm nên một cuộc cách mạng tháng 8 thần kỳ, lập nên chính quyền dân chủ nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả và toàn thể các em đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chúng em được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đông Đai ngàn năm văn hiến, là một thôn có quần thể dân cư đông, được hình thành rất sớm do nhiều dòng họ tạo dựng nên, là mảnh đất địa linh địa kiệt, văn võ song toàn, có bề dày truyền thống cần cù hiếu học, tương thân tương ái, đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Và có lẽ vì vậy mà hai tiếng Đông Đai, cái tên làng kiều mến thiêng liêng đối với mỗi chúng em, mặc dù hàng trăm năm trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, giữ nguyên không thay đổi. Mảnh đất Đông Đai được tình hiếu nghĩa thiết tha câu máu chảy ruột mình, thấm mơ vào tổ tiên trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, lao động cần cù, hạt lúa củ khoai một hai sớm tối. Đất Đông Đai hương vắng đẹp đầy, thuộc tụ của chính khí đất trời, tiến gần nơi nhà thánh huyện Tứ Tòa, hai nhà thờ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chùa Bình Khôi thiêng liêng thì ẩn chứa hồn quê, từ một thời đại phong kiến đến thời đại Hồ Chí Minh, trong tiến trình lịch sử
nhân dân Đông Tai có nhiều đóng góp to lớn vào sự bền vững, phồn vinh cho Giang Sơn, xã Bắc. Điển hình cho chí kiên trung đức từ máu là hồng, lòng quả cảm rèn từ căn giặc gốc, như phụng Ngô Đức Tử Lê Làng, những chiếc lãnh binh bao phen làm cho kẻ địch bạc vía kinh hồn. Vì cây bắc biết không thể thoát khỏi bàn tay của kẻ địch, các cụ đã tự sát để thể hiện khí thiết Đông Tai. Sự nghiệp cách mạng bước sang một trang sử mới, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ông Hoàng lên nô lệ để chèo chống con thuyền cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Những người đảng viên đầu tiên ở địa phương như cụ Trần Cầm, Ngô Sĩ Luật đều là người con của làng Đông Tai. Và tiếp nối thời gian các cụ Ngô Trí Phú, Đậu Mai, Ngô Sĩ Yến, Ngô Năm, Ngô Phi Tình, Ngô Đức, Ngô Đình Trợ, Ngô Sĩ Nhã đều đã từng tham gia cán bộ chủ chốt trong đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Sáu phát trung niên của bác Ngô Gường, Ngô Ái bắn rơi bắt máy bay Mỹ trên bầu trời quê hương. Thời khắc lịch sử của ngày thống nhất nước nhà, 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại Dinh Độc Lập với chiếc xe tăng 390 có sự tham gia của xạ thủ Ngô Sĩ Nguyên, người con của làng Đông Tai. Sự hy sinh cho dân cho nước có gì lớn bằng cái tấm gương của mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Ba, Phan Thị Nhiên và hàng chục liệt sĩ, hàng trăm thương binh, bệnh binh, người có công với nước đã không ngại khó khăn, hy sinh xương máu tô thắm lên trang sử vẻ vang của dân tộc 4.000 năm. Ngàn thu phong kiến và hơn 70 mùa xuân mở đầu cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ xã Nhất Kỷ, Đông Tai hôm nay thật rất đối tự hào về một làng quê truyền thống ngàn năm văn hiến, gắn bó với Đảng, nặng lòng với quê hương, kiên cường trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đông Tai hôm nay từng ngày nở hoa kết trái, bộ mặt làng quê ngày một khởi sắc vươn lên. Chi bộ đảng, các tổ chức quần chúng trong phong trào nhân dân luôn đứng đầu xã trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống chính trị xã hội. Đây là niềm tự hào, là vốn quý và điểm tựa vững chắc giúp chúng em không ngừng vươn lên. Ôi, không biết có từ bao giờ dòng sông lối nhịp trôi bờ quê em, cuốn em như một dải lụa mềm, ngày xanh ngọc bích tím đêm hẹn hò, đồng vàng trải rộng cánh cò, Đông Tai tiếng gì đập đà tình thương, di tích văn hóa thiêng liêng, danh nhân Ngô tộc lưu truyền ngàn năm, là mẹ Tần Tảo siêng năng, là chị gái Đàm Tiến Tâm một thời, bao nhiêu họ bấy nhiêu đời cần cù lao động sáng ngời văn qua. Địa linh nhân kiệt quê ta, biển khơi sóng vỗ ngàn xa bao lời, Đông Tai tình thắm bạn ơi, một đời để nhớ, một đời để yêu. Đang tiến vào khu vực lễ đài là đội thiếu niên tiền phong mang non thôn Đông Tai, những chủ nhân tương lai của đất nước. Các em là những đội viên ngoan, luôn không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện để tiếp nối những trang sử vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đang tiến vào lễ đài là đội nghi lễ với 150 thành viên, gương mặt tiêu biểu cho tuổi trẻ Đông Tai. Đầu tiên là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Tiếp đến là cuối nghi thức, đi đầu là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, là biểu tượng, là niềm tự hào của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn tung bay trong mọi thời điểm. Cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào của người con Việt Nam. Kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cờ đỏ tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Gasperi tại Điện Biên Phủ. Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, cờ đỏ sao vàng lại tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, tổng hành dinh Điện Biên Sài Gòn. Hơn 30 năm đổi mới, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trước gió, và khi chúng ta hội nhập với thế giới, cờ đỏ sao vàng tiếp tục tung bay ở 170 quốc gia vùng lãnh thổ và các tổ chức thế giới, chứng minh sức mạnh tầm vóc Việt
mọi thời đại. Quốc kỳ Việt Nam soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Hàng quân dây dự với 176 đội viên ưu tú theo hiệu lệnh đăng ký vào vũ trụ tế tài. Đây là những con hoa tươi thắm trong vườn hoa táo quan Bắc Hồ, khiến các bếp rộn ràng một niềm tin mới, quyết tâm mới, hạnh phúc mới đang lan tỏa trên đôi mắt trẻ thơ. Các em hôm nay luôn thực hiện tốt phong trào thiếu niên Việt Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Nhiều tập thể tấm gương tổ tiên đã trở thành những bông hoa tươi thắm, kết thành vườn hoa cháu ngoan Bác Hồ rực rỡ hôm nay. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc Đông Châu hay không, chính là nhờ một phần lớn từ các học tập của các cháu. Trong những năm qua, những người dân tộc đã tham gia tích cực vào các phong trào vườn có, học tốt, học đều, học đủ, học chăm, hoa được tốt vườn sạch tốt đẹp. Nhiều các em cá nhân đã đạt thành tích cao trong học tập. Cổ vũ tinh thần cho các cháu, đề nghị khán giả chúng ta cho các cháu một tràng pháo tay nào. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Thank you.
Chúc các cháu mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Các bạn là chi đội Măng Non thôn Đông Trai vào dự thi của mình vào lúc 16:46. Các bạn thực hiện phần thi, thực hiện kiểu chào đội viên, bài chống chào cờ, thực hiện bài hát quốc ca, hô đáp khẩu hiệu đội, thực hiện động tác tháo thắt khăn quàng, các động tác tại chỗ, thực hiện động tác tiến lùi sang phải sang trái, thực hiện hai bài múa hát, bay cao tiếng hát ước mơ, tiến lên đoàn viên, tập hợp đội hình hàng ngang. Thank you.
như. Thank you.
Có nơi ngồi yên con. Thank you.
bởi vì các đồng chí trong được phân công làm ngay bây giờ các đồng chí di chuyển về phía bạn nhân dân các đồng chí được ban tạm y tế lực lượng y tế của ban tổ chức về các phần tài nhân dân. Bao với truyền thống lịch sử 79 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng, hình ảnh của cá nhân đang tìm kiếm theo nhịp tiếng rền vang giữa sân và biểu tượng huy hiệu đội. Huy hiệu đội là chiếc búp măng màu xanh khỏe mạnh, tràn đầy nhiệt huyết, nổi bật trên nền cờ tổ quốc. Huy hiệu của đội cùng với chiếc sắc quần đỏ thắm luôn được các bạn đội viên đeo trên vai, một niềm trân trọng thân yêu. Nhạc các bạn. Chúng tôi đặc biệt này. Biết ơn người dân đặc độ ta tạo cho nước nước tuổi thơ. Sao gì rồi? Nhạc các bạn. Dân Bắc Hồ đã hoa đẹp nhất. Biết ơn người dân đặc đội ta tạo cho nước nước tuổi thơ. Sao để tiếp minh cho ông xây đường. Có đàn tiên phong, có đàn như anh Thái Dương, sao nên vui cho
năm tình yêu thương, cuộc đời ngàn năm bừng sáng. Hàn quang cắm vai em vì chiến công anh hùng cách mạng. Tin thờ muôn đời còn vang, rằng người ý chí đấu tranh bước lên theo lý tưởng vinh quang của đảng tiên phong dẫn đường. Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi, nhìn công ơn của đảng tiên phong em sương vui. Con sách mai áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta, vui tung tăng em ta có đảng cuộc đời nở hoa. Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng, sương vui có đảng tiên phong, có đảng như ánh thái dương sống yên vui trong tình yêu thương. Cuộc đời ngàn năm bừng sáng, hân quang thắm vai em vì chiến công anh hùng cách mạng. Tin thờ muôn đời còn vang, rằng người ý chí đấu tranh bước lên theo lý tưởng vinh quang của đảng tiên phong dẫn đường. Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi, vì công ơn của đảng tiên phong em sương vui. Con sách mai áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta, chương trình nghi thức đội của đội thiếu niên tiền phong Đông Trai đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và con và các bạn. Chi đội mang non không nổi trống, các em không nổi trống nữa. Các em di chuyển về phía trước cổng trại của mình, xếp mấy hàng để chúng ta chụp ảnh kỷ niệm trời mưa. Đấy, tất cả các bạn Đông Trai di chuyển về tập hợp trước cổng trại, kể cả đội cờ, đội trống. Đề nghị bà con phía khu vực cổng trại của chi đội mang non Đông Trai chúng ta dẹp ra để cho các bạn xếp hàng, các bạn chụp ảnh lưu niệm. Các anh chị bố trí một số hàng ghế. Chưa bao giờ chúng ta tập được trời mưa như hôm nay, cho nên chúng ta chụp ảnh để kỷ niệm. Chưa có bao giờ Đông Trai được nước, cho nên các bạn xếp hàng ngay ngắn. Vừa uống nước xong, chúng ta sẽ tập trung ra trước cổng trại.